Hôm nay chắc mình hái sạch cái mấy cái bụi này, có sâu rồi, thấy lá bắt đầu bị có sâu ăn rồi. Này chắc mà bấm xèo chắc cũng được mấy chục người á, đã ha. Có cải collard green mới trồng giờ kiếm chỗ, có bok choy. Trời luôn. Như này cũng có hoa nè.